Cái đợt trước là trả xong hết rồi phải không? 8.890.000 là trả rồi phải không? Đấy là trả cái lấy một người vào. Ừ, đúng rồi. Xong là bây giờ là cái này là trả bốn xe đá hộc với lại bốn khối dưới bột. Đây, bố Khải 4 nhân 4 đúng rồi, bố siêu nhân 12 khối à, 2 triệu tư nhỉ, đúng rồi. Ừ, 2.400.000. 4,5 nhân nhân 5 nhân 500 bằng nhân thế là 4,5 nhân 500. 2.250.000. 2.250.000. Bây giờ là trừ cái xem nào, trừ cái này xuống, trừ trừ 300 tiền cước phải không, cái bột đây trừ 300 tiền cước nha. Bây giờ em cộng ở đây là cộng đi với siêu mà tí lại tắt đi nhé. Còn 2 triệu tư, còn 2 triệu 400, 4 triệu 650, 4 triệu 650. Ô, từ từ tí trừ sau, trừ đi 300 cước 4 triệu 350. 4 triệu 350. Tính xăng nó tiếp nhận 4 triệu đấy hả? 4 triệu 350 phải không? Không phải á, đi đâu nhỉ? Cộng lại chưa nào? 2.400.000 hả? 2.400.000, 2.400.000 với 2.250.000. Ừ, thì trừ đi 300 cước nữa. À, trừ chưa? Ừ. Thì nó mới ra đấy gì? Là tiền vào túi đúng không? Tiền vào túi là của anh là 4 triệu 350. 4 triệu 350. Em khác nhà tiền cước không mai nên lại nó lại nói như này thì đúng kia không? khó. 4 triệu 2 3 650 trừ 300 4 5 thì 300 6 7 bằng 8 4 9 triệu 10 350 đúng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 triệu này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 triệu này. 200 300 nhỉ? 350. Có 50 nhỉ? Ai có 50 không? Nhà anh có. Giờ còn một xe bột đường chính nữa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 này, 21 này, 22 anh bù cho em 50 là ok. Rồi. Xong nhá, anh ký vào đây cho em. Đấy là anh em mình xong hết nhá. Qua Tết lại làm tốt tốt cho em nhá. Mùng 9 à, bố có là mùng 9 phải không? Mùng 9. Hả? Thì cần gì mùng 9 thì bây giờ tính ở đây là biết mà. Lên đây xem nào. Mùng 9 thì vào mùng 9 này, mùng chiều mùng 9 xuống phải không?
mùng 9 này, một buổi này, mùng 10 một ngày này. 11 một ngày là 2 ngày rưỡi này. 12 hôm qua là bao nhiêu? Hôm qua 13. Hôm nay 14. Hôm nay tới 14. 13. Thế hôm qua 13 một ngày phải không? Ừ, thế là 4 ngày dưới là đúng. Thế nào? Anh em ngồi sau nhé. Rồi. Mùng 8, 9, mùng 9 này. Mùng 10 một ngày. 11, 2 ngày. 13. 1, 2, 3. Được mấy bao nhiêu tiền? 1.125.000. Bố gói là 1.125.000 à? Năm mươi chia ra mười. Đây này. Máy chia giờ còn người tính là thế nào được? 125.000. Bố gói 4.5 công bằng nhân. Nhân 250 bằng 1.125.000 hả không? Này bố siêu đại diện ký đây hết đi. Thôi cả ký đây, ký thay lính hết tiền đi. Nhanh. Ký cái tên rồi đúng không nhá? Hả? Đi lấy một bao thuốc đi. Chứ có thuốc thì lấy một bao đi. Ký tên nào đây nhá? Hả? Tí một người đấy được rồi. Lá cũng là. Lá. Đã lấy hết tiền nhỉ? Hả? Đó là ký tên rồi. Ký tên này. Lá cũng là. Lá này. Chay thi tú mệnh. 1.000.000 à, bố gói 1.000.000 à? 1, 2, 3. Nhân lại nè. 1.120.000. Bốn phẩy năm đúng không? Ừ. 4.5 nhân 250. Ừ. 1.125.000. 1, 2, 3, 4, 5. Không, một chút là hỏi đấy. 1. Có điều. Lấy 20.000 đô à? không sợ ăn đâu, gọi là phải cái gì nó phải rõ ràng thì nó mới trả tiền, nó lấy cái đồng tiền nó mới xứng đáng. Này cho 7.000, cho thử 2.000. Hôm qua rút thì 11 triệu, đâu 10 triệu mà vẫn còn nhỉ. Móng nhà quá đơn giản. Mất nhiều tiền lắm, cái móng nhà không đơn giản đâu. Chiều đi làm nhá. Thế là còn xe xem qua thằng Tuấn nhỉ? Xe Tuấn chở, xe Tuấn chở bái chỉnh là 3 một xe bái chỉnh. Nhưng cũng có món ngay đây, hiện bên này. Cái này chưa được hỏi là không biết là mấy nhà 530.000. Nhân cho là bao nhiêu là 1 triệu mấy đây? M đến M, M nhân 3.5 nhân 3.5 nhân 350. Chí mày nào này? 350. 550.
bằng 1.855 ạ. Cộng cước nữa, ôi trời ơi, cước 300, cộng 300 nữa nào. $2,155 là nhiều phết đấy, xem nào, còn đủ không? Ôi rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ô vừa đủ luôn. 155 đúng vừa đủ cái xe bột qua nữa là hết. Xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông. Thì hôm nay lại cũng theo cái thước phim hôm trước, hôm qua đấy, thì hôm nay Nông lại tiếp tục gọi anh em đến, anh em thợ đến để hoàn thiện nốt cái nền nhé các bác nhé. Thì hôm qua cũng đã nắn sắt để rồi đấy, thì hôm qua cũng vào tối rồi nên là không đổ được hết cái giằng sắt, nên là hôm nay lại tiếp tục cho anh em lên thì lại mất hai vị thợ rồi bác ạ. Đi hôm nay đi chợ nên là chắc là sắm đồ Tết nên là cũng không đến được, thì lại đi qua đây thì tiếp tục thông tin đến cho quý cô bác cùng nắm. Hôm qua lại tiếp tục nhận được tiền từ cô Trương Thanh Hằng ở Hà Nội gửi cho em cái là tổng là 6.500.000. Thế thì cái trong cái 6 triệu đấy thì cô có cho là Anông 500 tiền Tết và em Tủ Dĩa 500 tiền Tết và anh Giang 300 mà chú của em cái 200 nữa. Xin thay mặt anh em thì xin gửi lời cảm ơn đến cô rất là nhiều. Cảm ơn cô cũng đã có lòng thương, thì cô cũng rất là gửi nhiều lần cho em cái rồi, nên thì hôm qua cô lại tiếp tục gửi nhé các bác nhé. Chúc cô Hằng có thật nhiều sức khỏe, năm mới gặt hái được nhiều thành quả đến với gia đình. Theo dự kiến ban đầu đó thì là cái móng này chỉ hết tầm khoảng 25 triệu, nhưng trong quá trình làm đấy thì phát sinh rất là nhiều so với dự kiến ban đầu các bác ạ. Rồi đấy thì lúc đầu cái đá hộc đấy thì anh ông lấy 12 khối, nghĩ là 12 khối là sẽ đủ cái móng, nhưng mà trong quá trình làm thì cái 12 khối lại không đủ, thì về sau anh ông là tiếp tục lấy 15 khối rưỡi nữa thì mới đủ bác nhá, 15 khối rưỡi nữa thì mới đủ. Còn sắt thì ban đầu thì lấy 10 cây sắt là nghĩ là đủ nhưng mà cũng không đủ, xong là vừa rồi lại anh ông 15 cây sắt và 71 kg sắt 6, cây sắt 6 thì cũng thừa, rồi cây sắt cây thì lại không đủ vì là còn răng, nên là vừa rồi lại anh ông lại mua thêm 9 cây nữa để răng cây móng các bác ạ. Anh ông sẽ đọc chi tiết cái vật liệu cho các bác cùng nắm. Ngày mùng 6 tháng 1 2023 là 3 khối đá thì với đơn giá là 3 khối bột với đơn giá là 500.000 trên một khối, thì là 1.500.000. Tiếp là cũng ngày mùng 6 tháng 1 là 12 khối đá là đơn giá là 270.000 một khối, thì bằng 3.240.000. Tiếp thì cũng ngày mùng 1 ngày mùng 6 tháng 1 thì là sắt phi 16 bằng 10 cây là đơn giá là 270.000 một cây, bằng 2.700.000. Tiếp thì là ngày mùng 6 tháng 1 thì là 71 kg sắt nhân với đơn giá là
21.000 một kg thì bằng 1.491.000. Tiếp là ngày mùng 7 tháng 1 thì mua 2 cân thép, 2 kg thép ly và 2 kg đinh thì đơn giá là 30.000 một kg thì bằng 120.000. Tiếp đây thì ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 thì mua một bao xi để động thổ nhé các bác nhé, thì là mua lẻ là 92.000, đơn giá là 92.000, thành tiền là 92.000. Tiếp là ngày 8 tháng 1 4 cái xô, mua 4 cái xô là đơn giá là 15.000 một cái thì bằng 60.000. Tiếp thì ngày 8 tháng 1 là 3 tấm ván ép là 130 một tấm bằng 390.000 thành tiền. Tiếp đây thì ngày mùng 8 tháng 1 2023 thì là 1,5 khối cát bê tông là đơn giá là 775.000, thành tiền là 1.662.000. Đây là mua ở Yên Ninh vào, vận chuyển từ Yên Ninh vào một khối này. Cũng là tiếp lại cùng một chuyến đấy là 1,5 khối sỏi là cũng đơn giá là 775.000, là bằng thành tiền là 1.662.000. Là cái này là vận chuyển mình lấy từ Yên Ninh vào thì đắt các bác ạ. Cái nào ở trong này không có thì sẽ mang từ vận chuyển từ Yên Ninh vào, từ ngoài kia vào. Tiếp đến thì ngày mùng 8 tháng 1 là 10 bao xi thì với đơn giá là 900.000, là bằng 9 đơn giá là 90.000 thì bằng 990.000 900.000. Tiếp thì là cũng tiếp là ngày mùng 9 tháng 1 thì lại tiếp tục là 60 bao xi thì với đơn giá là 90.000 một bao thì thành tiền là 5.400.000. Tiếp thì ngày mùng 1 ngày mùng 9 tháng 1 thì lại 3 khối bột đá thì với đơn giá là 500.000 thì là bằng 1.500.000. Tiếp nữa thì là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2023 thì 3,5 khối đá hộc thì với đơn giá là 270.000 một khối thì bằng 945.000. Tiếp nữa thì vào ngày 11 tháng 1 lại tiếp tục lấy đá 10 khối linh năm thì với đơn giá là 270.000 trên khối bằng thành tiền là 2.835.000. Tiếp thì ngày 11 tháng 1 năm 2023 thì lại tiếp tục lấy 1,5 khối bột đá thì với đơn giá là 500.000 thì bằng 700, thành tiền là 750.000. Tiếp thì ngày 12 tháng 1 thì 9 cây sắt, lại mua 9 cây sắt nhé các bác nhé. Thì với đơn giá là 270.000 thì bằng 2.430.000. Tiếp thì ngày 13 tháng 1 2023 3,5 khối bột với đơn giá là 500.000 thì bằng 1.750.000. Tiếp đây thì là cái tiền công đến ngày chốt ngày hôm qua nhé các bác. Tiền công chốt ngày hôm qua là thợ chính là 14,5 công. Đến ngày 13 ấy, 13 dương lịch là thợ chính là 14,5 công, là với công một công là 300.000 một công ấy, thì nhân 14,5 nhân 300 là bằng 4.350.000. Tiếp đi thợ phụ 4,5 công. Thợ phụ là 4,5 công thì mỗi công là 250.000 thì bằng 1.125.000 một công. Còn cái bởi vì là cái còn cái mua thực phẩm ấy thì anh ông không kê vào đây. Cái thực phẩm thì lại cái quỹ của em cái quỹ từ trước các cô các bác đóng góp đầu tiên nhất thì vẫn còn ấy, thì
À, cái đấy anh ông không kê vào đây, không kê vào chỗ quỹ xây nhà nhé các bác nhé. Thì tất cả các cái chi tiêu thì mua đá học, mua vật liệu làm cái kè này thì anh ông sẽ ghim ở trên màn hình để các cô bác, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm cùng dễ theo dõi trong quá trình mua vật liệu. Với lại cái lúc mua vật liệu thì lúc anh ông đến thì mới quay được, còn xe đến đổ thì mới quay được, chứ còn lúc anh ông không đến thì xe đến đổ thì anh ông cũng không kịp ghi hình các bác ạ. Nên thì tất cả các cái vật liệu này nếu mà anh ông cũng tính, bởi vì là nếu mà vận chuyển từ ngoài kia vào đến đây thì cũng rất là mất rất là nhiều tiền. Cái số đá học mà rồi mà ở đây mà không liên hệ được mua ở đây thì mua từ Yên Minh vào thì còn rất là đắt, còn cái số vật liệu nó sẽ gấp ở đây nữa các bác ạ. Nên là nên thì anh ông cũng trong quá trình làm nên anh ông cũng đi tìm hiểu ở đây thì có là người ta chở đến đây là 270.000 một khối, là nói thật sự là cũng là rẻ rồi các bác ạ. Thì cái số tiền của cô Trương Thanh Hằng ấy thì lát nữa cuối giờ thì anh ông sẽ trao cho em Dế và chú của em Cái với lại anh Giang. Thì anh Giang hôm nay anh Giang không cũng sáng nay cũng đến nhưng mà đi chợ chắc là lại gặp anh em bạn bè lại chén chú chén anh ở ngày chợ nên là buổi chiều cũng không thấy đến. Sau đây anh ông xin mời quý cô bác và anh chị tiếp tục theo dõi video và đồng hành cùng anh ông. Vào đây. Đi ra đây. Đi mổ. Ở đây thì đấy hôm qua cũng tối rồi. Tối hôm qua đấy thì cái số sắt là cũng anh em cũng làm xong rồi thì cũng giải lên trên kè, nhưng mà rất là sợ là người ta đến lấy mất nên là cũng phải lấp thêm vào, lấp đắp vào như này các bác ạ. Hôm nay lại tiếp tục cho anh em đến để đổ lấp lên tất cả để giằng hết cái móng này, cái kè này. Đây. Xoay đấy, đừng có tắt. Đây cái chỗ này thì tí lại tiếp tục đào lên trên nhé các bác nhé, để cho nó hết sắt. Hết cái sắt này. Đấy, để kéo hết tất cả thành một khối ở đây để không trôi chảy đi đâu được các bác ạ. Tháo nốt cái này đi, bố Dực. Tháo nốt cái này để lấy vữa với đổ ở đây này. Để tí nữa cho họ đào thì nó mới không lấp xuống. Nó mới ăn vào cột. Xây đâu nè? À đúng rồi. Đầu kia chưa lên. Về cái tính toán ban đầu thì chưa được chuẩn các bác ạ. Anh ông thật sự xin lỗi quý mạnh thường quân là như vậy. Hả? Cũng đã mất công, mất tiền để làm rồi thì cũng anh ông cũng rất là mong là làm để cho nó chắc chắn, để cho nó đảm bảo. Cái móng ấy thì cái nền ấy thì hết nốt buổi chiều nay nha các bác nhé, sẽ không động chạm vào nữa, bởi vì là anh em thì cũng nghỉ Tết rồi. Hôm nay thì nghỉ mất hai người để về sắm Tết. Hôm nay hôm qua thì cũng hứa hẹn là đi chợ xong là quay lại làm tiếp, nhưng mà cũng chắc là đi chợ xong là sắm Tết nhất cũng thấy mệt mỏi nhưng lại không thấy đến, thì chỉ mỗi là hai thợ đến các bác ạ.
Này đây trời rất là nắng của bác ạ. Nắng lắm. Em đổ lót một lần đi, đổ lót xuống dưới một lần xong là mới đổ vào đi. Ở chỗ cột đấy. Để cho nó ôm nó chắc chắn ở đấy thành một khối luôn ở đấy. Nóng như châu Phi ấy. Hết này. Đấy nó hôm nọ làm cái gì? Cái cột này là không cấy bốn cái hàng cột ở trên này. Nhưng mà trong quá trình làm thì lại thấy như này các bác ạ, thấy là nghĩ là sợ là cho dù mình cũng đã có hai cái cột trụ, bốn cái cột trụ ở dưới rồi nhưng mà cũng nghĩ là sợ không đảm bảo lại tiếp tục cho anh em thợ mua sắt về cho anh em thợ để cấy bốn cái cột ở trên này nữa. Nó là sự cái cuộc đời của em cái thì chưa bao giờ mơ được như ngày hôm nay các bác ạ. Thế thì mình đã cất công làm rồi đấy thì làm cho em nó may mãi để không phải lo nghĩ về cái vấn đề về nhà, bởi vì là em nó cũng đã từ nhỏ là cũng không có một ngày nào để mở mày mở mắt rồi. Cũng rất là cảm ơn là các mạnh thường quân thì cũng đã bỏ cái mồ hôi nước mắt để đồng hành cùng anh ông để giúp em cái, để em cái mới có ngày hôm nay các bác ạ. Cuối cùng thì cái móng thì cũng đã xong rồi các bác ạ. Đấy, anh em cũng đã làm xong rồi. Nãy đi xuống dưới đến là anh em cũng nghỉ tay rồi thì cũng đã xong. Cái đường trước này thì cũng be ván cái móng đấy này, be ván cái đường trước này thì lại không có ván nên là be bằng đá. Dễ em giúp cái mang cái này đi cất đi đã, cả kia đi mang đi xuống cất đi. Tí con mình em nó không cất được đâu. Đây cả cái này nữa, cả cái can dưa kia nữa. Mang đi cất không lên. Để cũng nãy anh ông cũng nói rồi. Để nói thật sự ra thì cái móng này anh ông hôm qua anh ông cộng sổ thì anh ông cũng rất là sợ. Rất là nhiều tiền bác ạ. Cả hôm nay nữa, tí nữa cho anh em tiền công nữa này vào tầm khoảng 34 triệu mấy. Ôi dồi ôi, cái này để này mai nó chả cứng hết à. Đây cả cái này nữa này, mang đi cất hộ. Cũng cái móng này còn đá, hiện tại là còn đá, còn năm nọ lấy đá dư rất là nhiều. Để mấy nữa qua Tết sẽ tiếp tục lại xếp đá tiếp nha các bác nhé. Xếp đá chạy lên trên trên cái kè này. Nghỉ thôi. Đấy nghỉ hôm nay đấy, bắt đầu gác tay đấy. Hả? Bột này á, bột này lấy nhà thằng Chính. Phá hợp đồng gì hôm qua các anh có đâu mà đi lấy của anh, đi lấy đá hộc à? Linh ta lung tung. Lên mà mấy nữa, lên nữa mà. Cháu anh ông sẽ trao cái tiền của cô Hằng cho chú của cái với lại em dế nha các bác nhá. Đấy thì cũng rất là cảm ơn cô cũng đã gửi cái quà Tết cho các cháu, các em, các cháu ở đây. Đây là 500.000 nha các bác nhé. Đây 500.000 là của em dế này. Em cảm ơn đi. Cô Hằng. Cháu cảm ơn cô Hằng. Cháu cảm ơn cô Hằng. Cái gì nữa? Cử tiền cho cháu ăn Tết. Rồi ok. Đây của chú là 200. Oppo. Có lý của số sinh đó. Cho sinh đó. Sinh đó mà. Ta chi si ta chi mà. Chi ta
Thay mặt bốn anh em thì cũng gửi lời xin cảm ơn cô Hằng rất là nhiều. Cô đã gửi tiền cho cháu An Nông và anh Giang, em Dế và chú của em Cái nhé. Cháu cảm ơn rất là nhiều. Thì cái móng thì cũng đã xong rồi. Thì cũng sẽ nghỉ ăn Tết nha các bác. Các bác chờ đón sau Tết thì An Nông mới tiếp tục lên làm. Nói thì cũng đến hôm nay cũng rất là mừng rồi. Tuy nhiên thì còn cái mất tiền cũng rất là nhiều các bác ạ. Thì cái video của An Nông xin phép được khép lại ở đây. Nếu quý các bác quý mến An Nông thì cho An Nông xin được chia sẻ và bấm đăng ký rung chuông để ủng hộ An Nông. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác video sau.